Sáng thế ký chương 4, Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người tạo thai sanh Cain và nói rằng, Nhờ Đức giê va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dân cho Đức giê va Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đối xem Abel và nhận lễ vật của người nhưng chẳng đói đến Cain và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Đức Diêu phán hỏi Cain rằng, có sao ngươi giận và có sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Cain thuật lại cùng A Bên là em mình, và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến A Bên là em mình và giết đi. Đức Diêu Va hỏi ca in rằng, A-Bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết. Tôi là người giữ em tôi sao? Đức Diêu Va hỏi, ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rửa xả, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng thì đất sẽ chẳng xanh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Cain thưa cùng Đức Diêu Va rằng, sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc, trốn tránh trên đất. Rồi, sẽ có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Đức Diêu Va phán rằng, bởi cái ấy, nếu ai giết Cain, thì sẽ bị báo thù bảy lần. Đức Diêu Va bèn đánh dấu trên mình Cain, hầu cho ai gặp Cain thì chẳng giết. Cain bèn lui ra khỏi mặt Đức giê va và ở tại xứ Nốt, về phía đông của Eden. Đoạn ca ăn ở cùng vợ mình, nàng thọ thai và sanh được Hê-nóc. Cain xây một cái thành đặt tên là Hê-nóc tùy theo tên con trai mình. Rồi Hê-nóc sanh Iraq, Iraq sanh nê hu hu sanh mê tu sa tu sa sanh Lê-mét. Lê-mét cưới hai vợ, một người tên là Ada, một người tên là sila ban. Gia ban là tổ phụ của các dân ở trại và nuôi bầy súc vật. Em người là Banh, tổ phụ của những kẻ đánh đàn và thổ sáo. Còn Sila cũng sanh Tuban Cain là người rèn đủ thứ khí giới bén bằng đồng và bằng sắt. Em gái của Tuban Cain là Naama. Lemek bèn nói với hai vợ mình rằng: Hỡi Ada và Sila, hãy nghe tiếng ta. Này vợ Lemek, hãy lắng tai nghe lời ta. Ừ, ta đã giết một người vì làm thương ta và một người trẻ vì đánh sưng bầm ta. Nếu Cain được bảy lần báo thù, Lê Mét sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán. Adam còn ăn ở với vợ mình, người sanh được một con trai đặt tên là Seth. Vì vợ rằng Đức Chúa Trời đã cho tôi một con trai khác thế cho Abel mà đã bị Cain giết rồi. Seth cũng sanh được một con trai đặt tên là Enoch từ đây người ta bắt đầu cầu khẳng danh Đức Giê-hô-va.